Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có bao giờ đi ăn sushi chưa? Sushi Nhật. Cái món này là món rất là độc chiêu của người Nhật. Nó là món ăn rất là fresh, nghĩa là từ đồ tươi, như là cá tươi, như là rong biển, như là cơm, nha, đủ thứ cái trên đời hết. Nhưng mà ăn bình thường á, không có gì thú vị hết. Mà các bạn phải ăn như thế này nè. Người Nhật á, họ có cái món ăn mà ăn vô cùng hấp dẫn và nó thành ra một cái giống như cái trường phái gọi là nghệ thuật. Nó gọi là gì? Nó gọi là sushi và food. Có nghĩa là cái món sushi đó, nếu mà ăn bình thường thì không có gì để đáng kể, mà mình sẽ ăn với một cái sự trình bày hết sức là nóng bỏng và độc đáo. Đó là người ta bày cái thức ăn đó, cái món sushi đó, lên trên cơ thể của một thiếu nữ xinh đẹp nha. Đó, thì các bạn thấy nha, người ta bày lên trên đó, rồi người ta để lên, và đặc biệt cái cô thiếu nữ này phải là sao, khỏa thân 100% các bạn, khỏa thân 100%, và dáng là dáng đúng mẫu chuẩn luôn, người mẫu coi như là chân dài tới nách, đẹp mê hồn trận luôn. Và đặc biệt là không phải là cái trường phái này là mình gọi là đồi trụy hay là dành cho những người dâm đảng hay là những người mà bậy bạ, không có đâu. Nó là cả một cái bộ môn nghệ thuật, kể cả cái người mà biểu diễn ấy, là cũng phải có một cái rèn luyện và phải đẹp nữa chứ không phải mà xấu ồm đâu nha. Người coi như là phải dáng chuẩn, dòng nào ra dòng đó. Và thực khách ăn á, người ta cũng rất lịch sự, người ta ăn là người ta phải gấp đúng chỗ đúng nơi chứ không phải gấp tầm bậy, chứ nhiều khi mấy ông vô gấp bố xua gấp tầm bậy là cũng phiền lắm đấy. Có thể nhiều khi chúng ta kiểu mà chưa có hiểu, chúng ta cho là tục tiểu, là dâm đảng, là bậy bạ, nhưng thật sự mà nói cái món này thì nó nổi tiếng khắp thế giới rồi các bạn, và dành cho những người phải nói là quý tộc ấy, giàu có, người ta ăn. Bên Mỹ này thì cái này thì cũng bình thường thôi, không có gì hết đó. Bình thường. Nó là một cái nơi mà bán này là cực kỳ đắt luôn, nó gọi là cái món cao cấp đó. Có một điều nhiều người hỏi á, là không biết mấy ông mình á, mà ngồi ăn á, mà trước cái cảnh đó thì sao ta? Tôi nghĩ chắc chắc là ăn không nổi quá, tay chân chắc run hết. Mà tôi nghĩ chưa ăn mà đã no rồi. Bởi vì sao? Nước miếng nó cứ chảy. Nó cứ chảy mà lo nuốt nước miếng không đủ no, lấy gì mà ăn được. Có nhiều ông đi ăn sushi xong về đau bao tử, mới nuốt nước miếng riết. Nên bao tử coi như là nó toàn là axit không. Cho nên đau bao tử là chuyện bình thường. Thì thôi bây giờ các bạn xem thử coi các bạn có đau bao tử không nha. Coi đẳng cấp đau bao tử bạn cỡ nào. Câu hỏi đặt ra là ở Việt Nam mình có chưa ta? Mày không biết. Bạn thử tìm hiểu đi. Còn bên Nhật thì có rồi đó, tại xuất phát từ Nhật mà. Ở Mỹ thì cũng có rồi. Bình thường thôi, nơi gì hết á. Có tiền thì là ăn thôi, nhưng mà người ta lịch sự lắm. Mà không phải là chỉ có đàn ông thưởng thức đâu nha. Mà là phụ nữ. Phụ nữ thưởng thức. Mà đặc biệt là có một cô gái đó. Là cổ thưởng thức xong rồi. Mà cổ còn làm người mẫu nữa. Để có cảm giác, trải nghiệm. Coi xong mà tự nhiên cái khô cũng họng hết các bạn. Khô họng hết. Thấy không? Nhìn không? Hấp dẫn quá. Nó đùa thôi chứ. Thấy là chảy nước miếng nãy giờ rồi. Mắc tiền lắm chứ không phải giỡn đâu. Cho nên quay lại để cho các bạn xem, để cho bạn biết thêm về món ăn lạ bên đây. Nó còn nhiều món độc đáo hơn nữa chứ không phải riêng vậy đâu. Độc đáo lắm. Cái chuyện mà như vậy mới là chuyện nhỏ xíu thôi. Chưa đâu các bạn, từ từ đi. Nếu các bạn ủng hộ mình, subscribe cho mình nha, cái kênh này, like cho mình, thì tôi hứa các bạn đó, các bạn sẽ nhận được những video còn độc đáo hơn vậy nữa, còn hot hơn như vậy nữa, mà còn chảy nước miếng rồng rồng hơn như vậy nữa. Không tin phải không? Đợi video sau cho thấy. Nhưng mà subscribe đi, không subscribe là bỏ lỡ đó. Mà không xem được đó, đừng trách tôi nha. Subscribe đi. Và xem đi, giới thiệu nhiều người cùng xem.
Tôi chỉ cần các bạn xem nó chưa cho tôi đủ 10 1 1000 view thôi. Với 100 subscribe thôi. Để chi? Để tôi đủ điều kiện. Để tôi đủ điều kiện để tôi mà phát triển cái kênh này cho nó tốt thì các bạn sẽ có những video độc đáo để xem dài dài. Thôi ủng hộ mình nha các bạn nha. Like đâu cũng vậy. Like chỗ em cảm ơn. Nha, like dạo chi, like cho em đi rồi có nhiều video hay để mà coi. Thôi, cảm ơn nha, xin trân trọng mến chào. Nhớ chùi nước miếng đi các anh ơi, chảy lòng ròng rồi.